Bây giờ hát bài gì có chữ canh, cho hộp cái miếng canh. Có chữ canh hả? Cho chị hát được. Canh em bao giờ mẹ mai vui lo con nuôi. Rồi hát đi cơ. Chúng tôi yêu cầu Buka hát mà chị Lê Giang hát phạm luật không anh? Ôi chị nhanh quá à, chị chia à, em chia cho chị rồi. Rồi đổi chữ khác đồ anh, đổi chữ khác đi. Chung đội mà, chung đội mà. Đây, đây là trái gì? Trái đó là trái Lê. Hát bài gì có chữ Lê? Lê cà lê, cà lê, cà lê. Cà lê. Cà lê, cà lê, cà lê, cà lê, cà lê. À, lê, à, lê, lê, lê bước. Trong cái bài gì lê bước đó, cái bài gì? Tôi đi lang thang tìm trong bóng tối nơi bước xa. Về đâu khi đã mất em rồi. Đúng rồi, tiếp tục. Về đâu khi, về nhiều, đâu. Bao nhiêu mộng mơ. Về đâu khi bao nhiêu mộng mơ. Kìa đã vỡ tan. Vỡ tan. Về đâu, tôi biết đi về đâu. Về đâu, tôi biết đi về đâu. Tôi biết Lê về đâu. Tôi đi tìm Lê. Thôi mọi mày hát dở quá mọi. Thôi mày nghỉ ăn cho đầu. Hát dở quá. Nói chung là không, cái này nó cũng có lý nè. Dạ đúng. Vị ngọt vị đắng, cay đắng ngọt bùi là cuộc đời ai phải trải qua. Dạ. Nhưng cay bùi đắng thì qua rồi, ngọt chưa có. Thật ra là em chưa giờ trải qua hết đó. Mà cái món đó thì bây giờ hát bài gì có chữ canh, cho hộp cái miếng canh. Có chữ canh hả? Cho chị hát được. Canh em bao giờ mẹ mai vui lo con nuôi. Rồi hát đi cơ. Chúng tôi yêu cầu Buka hát mà chị Lê Giang hát phạm luật không anh? Ôi chị nhanh quá à, chị chia à, em chia cho chị rồi. Rồi đổi chữ khác đồ anh, đổi chữ khác đi. Chung đội mà, chung đội mà. Đây, đây là trái gì? Trái đó là trái Lê. Hát bài gì có chữ Lê? Lê, lê. Cà lê, cà lê, cà lê. Cà lê. Cà lê, cà lê, cà lê, cà lê, cà lê. À, lê, à, lê, lê, lê bước. Trong cái bài gì lê bước đó, cái bài gì? Tôi đi lang thang tìm trong bóng tối nơi bước xa. Về đâu khi đã mất em rồi. Đúng rồi, tiếp tục. Về đâu khi, về nhiều, đâu. Bao nhiêu mộng mơ. Về đâu khi bao nhiêu mộng mơ. Kìa đã vỡ tan. Vỡ tan. Về đâu, tôi biết đi về đâu. Về đâu, tôi biết đi về đâu. Tôi biết Lê về đâu. Tôi đi tìm Lê. Thôi mọi mày hát dở quá mọi. Thôi mày nghỉ ăn cho đầu. Hát dở quá. Rồi bây giờ chúng ta kệ họ đi ha, chúng ta anh thử. Anh, thử thách cho em đi. Thử thách gì? Khoan nè, bây giờ em hãy chọn thử thách. Anh cho chủ đề nha anh. Thứ nhất, khoa học xã hội. Thứ hai, toán học. Thứ ba, văn học. Thứ tư, dẫn sinh học. Vũ trụ thiên văn. Vũ trụ thiên văn học. Thôi. Chọn đi, chọn đi. Văn học. Văn học, văn đúng học. Không? Văn rồi, học. Anh rồi. Giang mời ra câu đố. Đổi thời dạ, nha. Dạ, nên vậy. Phải đối là được với anh Giang nha. Lục bát. Lục bát là 68. Thua thì ngồi khóc, thắng được ăn. Câu tiếp theo. Thua thì ngồi khóc, thắng được ăn. Thua thì ngồi khóc, thắng được ăn. Ăn mà lóc chốc. Bị quánh tét đầu. Không được. Thua mà ngồi khóc. Thua mà ngồi khóc, thắng được ăn. Dạ. Có 7 chữ anh vô chữ của em cũng không ra được đi. Vậy mà vẫn ngồi để suy nghĩ thì trả lời. Thì đó, không ra được. 68 nha. Nè, khổ qua với thịt rất ngon. Khổ qua với thịt rất ngon. Chia đều đồng đội là ngon hơn nhiều. Ăn. Trời ơi. Cô Giang, cho tôi Giang. Thôi em cho chị. Đại diện ơi, đại diện. Không, ai có công được ăn. Rồi. Để chờ đợi sự đau khổ sẽ đến nè. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Trời ơi! Trời ơi! Sốt quá mà! Sốt quá! Em xuống! Cho miếng ngỗng đi! Kệ họ đi, mọi người à. Chúng ta sẽ dùng cái món ngỗng quay ha. Dạ. Cho con Giang đừng xuống đây. Đây là món ngỗng quay. Ngon chúng ta có thể tắm tương xí muội hoặc là nước tương nếu mình thích. Dạ, chọn ngon quá. Phải nói là cái thịt nó rất là thấm, gia vị thơm, da giòn và đặc biệt cái mùi là không lẫn vào đâu được. Mùi rất là ngon. Đúng không Chris? Ngon đúng. Quá. Anh ơi. Nó chia làm 3 lớp luôn, một lớp thịt, một lớp mỡ và một lớp xuất da. Sắc. Mọi người coi này, cái lớp da của ngỗng là vàng ống mà nhìn thôi là thấy là giòn rồi mọi người. Đó, mà em thấy cái phần mỡ cũng mất đi nhiều rồi. Tức là sẽ không còn quá nhiều mỡ nữa. Trời ơi, coi ăn nhịp đều kìa không?
trời. Ngon quá chị. Quá ngon anh ơi. Ngon sao? Dạ. Cái lớp da ở ngoài rất là giòn, xong rồi vô tới lớp mỡ thì rất là mỏng, vô lớp thịt ở trong thì nó rất là thẩm thấu những cái gia vị ở bên trong, nó từ ngoài vô nó hay vậy. Này nó hay vậy. Hay lắm, tại vì được ăn ngon là nói được liền. Dạ ngon quá. Quá ngon thật sự. Ngon thiệt. Cái nhỏng là anh nghĩ đó. Cái nhỏng là cái gì? Cái nhỏng là cái gì? Mấy tập nói hả? Nói chuyện với ba kiểu gì vậy? Cái nhỏng á thì nó có một vị mặn vừa phải, và trộn thêm cái nước sốt này á là nó vừa chua chua ngọt ngọt nữa, thì thích cái đó hơn. Chắc tại vì mình người miền Tây thích cái gì đó. Quê mình đâu nè? Hả? Quê mình đâu nè? Kiên Giang. Một trận chúng ta chia tay Kiên Giang của chúng ta nha cả nhà. Bây giờ này, nói thì nói mình phải tôn trọng chị Lê Giang. Dạ. Bây giờ mới hỏi chị Lê Giang nè. Chị có 5 giây trả lời câu hỏi này. Cho đó cơ hội đó cô. Ai cao đao? Em cao đao giùm anh. Dạ, cao đao. À, con ngỗng khác con vịt ở chỗ nào? 5, 4, 3, 2, 1. Chồng cái... Cô hết giờ. Ôi mà con chưa có nói một hay ba gì, nói gì. Ủa con cho cô câu hỏi luôn á. Ủa cái gì vậy, nhà chồng đó. Lại nè. Ủa vậy hả? 5, nhà chồng. 4, 3, 2, 1. Là cái chỗ khác cho cái tên thôi. Hết giờ rồi. Hết giờ. Tại vì mình phải nói nguyên văn cho nó trọn vẹn. Thôi bỏ đi. À chúng ta dùng cái này để ăn. Ủa anh còn kẹt nữa. Từ từ. Mình có tự động mình không có xin gì được. Đây. Cải xào nè với nấm nè. Giòn á. Bây giờ đổ kiệt nè đúng không? Phải có qua. Dạ dạ đúng đúng. Dạ. Vậy trả lời chuyện ơi. À, hãy chọn chủ đề mình muốn. Em chọn chủ đề tình yêu học. Tình yêu học. Dạ. Rồi. Tình yêu thì có chỉ hỏi về Khánh thôi nha. Trời. Có gom gọn chủ đề nữa. Em dám chắc không? Dạ. Người yêu vừa rồi của Khánh là ai? Mình giấu tôi hả mình? Trời ơi, Khánh dễ thương con Vũ vậy nè. Nói tôi là người đầu tiên của mình. Khánh mắt lông lên rồi kìa, mắt lông lanh lên. Ok, mình ăn tiếp nè mọi người ơi. Ăn rồi. Ôi, cái má hồng dễ sợ. Nói gì vậy? Nói chứ khán giả truyền hình nghe liền. Nói liền. Là những tôi cũng muốn biết. Em còn đang sợ ế đây này. À, em là gì có người yêu chứ. Mẹ bị diễn cái nét mặt gì? Cái nét mặt nó bị gì? Thôi ăn nè. Ok ngon quá. Ủa vậy là mình tôi không được ăn á mình. Ủa anh ơi. Đố về mối mình ăn nè. Thịt heo bạn biết. Dạ. Ở đây ai biết con heo? Em biết con heo. Có bao nhiêu cây xương sườn? Con heo có bao nhiêu cây xương sườn? Có bao nhiêu cây xương sườn đón đại đi. Con heo có. À em biết rồi. Con heo có 12 cái rưỡi. Tại sao? Cái khúc cuối của nó hẹp lại nên nó chỉ còn nửa cái thôi là tính rưỡi, còn mấy kia là 12 cái. Không, mình phải dỗ kiến thức khoa học sai lệch. Mình phải dỗ trôi trên mạng á. Nói chung là bây giờ chúng ta sẽ ăn cái món này nè, anh vừa ăn rồi. Rất là giòn. Em, anh ơi. Rất là giòn luôn á. Gấp ăn, gấp đi kìa. Ui. Cải rất giòn và ngọt. Xào kỹ nhưng mà không bị không bấy bấy bị mềm quá, bị cải, hiểu giống như rất giòn và ngọt anh ha. Ngọt em quá. Em xào ở nhà làm anh ăn không được. Thôi nào. Xào xong bữa. Cải rất giòn và ngọt thưa cả nhà. Cộng với lại cái mùi vị của nấm ở trên thì nấm. Nói đi. Con nói cho mẹ nghe nữa, mẹ mặt ra nè. Nhìn mọi người nói. Rất ngon. Ngọt lắm. Không? Ngọt không? Ngon quá. Giòn không? Thật giòn. Ngọt không? Dạ ngọt. Thanh không? Thanh thật. Đúng rồi, gia đình em xong.